Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh tin Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Sau đây, bản tin Tin Nóng S xin đưa đến cho quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến việc quân đội Syria chết kẹt trong nồi hầm Deir Yor, Syria dốc lực phản kích khi Deir Yor bị cắt đôi. Tình hình của quân đội Ả Rập Syria SAA ở Deir Yor chưa bao giờ nguy cấp như hiện nay. Họ đang hoàn toàn nằm trong vòng vây của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Hiện khu vực sân bay quân sự chiến lược Deir Yor hoàn toàn bị IS vây chặt. Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 1, các tay súng của nhà nước Hồi giáo đồng loạt tấn công ồ ạt vào các vị trí của quân đội Syria ở ngoại ô của thành phố Deir Yor, đặc biệt là sân bay quân sự cùng tên và khu vực vòng xoay Panorama, dẫn đến một loạt các vụ đụng độ dữ dội nhất trong những năm qua. Hiện quân đội của Syria ước tính rằng có lên đến 14.000 tay súng khủng bố nhà nước Hồi giáo đang tham gia vào chiến dịch đánh chiếm thành phố Deir Yor. Trong khi đó, một lực lượng lớn quân chính phủ lại đang giằng co với IS ở chiến trường Palmyra, sân bay quân sự T4 thuộc tỉnh Homs. Để bao vây thành công các căn cứ quân sự của quân đội Syria, IS đã không ngừng tổ chức các vụ đánh bom tự sát, làm suy yếu sự phòng thủ của quân đội Syria. Mỗi xe đánh bom cảm tử VBIED có thể chứa đến 1 tấn thuốc nổ, có phạm vi sát thương và phá hủy mọi công sự chứa ngại vật trong phạm vi hàng trăm mét. Do đó, hơn 40 cuộc không kích của máy bay Nga và Syria trong ngày 16 tháng 1 và hàng chục cuộc không kích trong ngày 17 cũng không đủ để bẻ gãy hoặc làm chuyển hướng các đợt tấn công mãnh liệt của tổ chức khủng bố này. IS vẫn tiếp tục tiến với lực lượng được tăng viện rất lớn. Tối ngày 16 tháng 1, các tay súng của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS đã đánh tan quân đội của Ả Rập Syria SAA và các đồng minh, chia cắt thành công thành phố Deir Yor thành hai nửa riêng biệt, trong đó sân bay quân sự Deir Yor đã bị tách rời khỏi thành phố. Được biết, các nhóm khủng bố đang bao vây căn cứ không quân Deir Yor đã thành công lớn trong trận đánh này, không chỉ cắt rời sân bay Deir Yor mà còn chiếm được toàn bộ sườn phía bắc của sân bay này, do đó chặn đứng tất cả các con đường tiếp viện của SAA. Tại thời điểm này, quân đội Ả Rập Syria đang cố gắng để đảo ngược tình thế, nhưng họ rất khó để đánh bại được IS trong những ngày sắp tới. Vì IS đã chiếm hết các cao điểm và không có con đường tiếp viện đến căn cứ không quân, đồng thời máy bay trực thăng từ Qamy Shelly và Homs cũng không thể lên được. Trong thời gian tới, quân đội Ả Rập Syria sẽ phải dốc hết sức đánh chiếm tại ngôi làng nhỏ của Riraya từ tay của IS để hy vọng nối thông lại đường tiếp tế đến sân bay quân sự Deir Yor. Nếu để IS tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát và củng cố trận địa phòng thủ ở đây, mọi chuyện sẽ chấm hết. Deir Yor là thành phố thủ phủ của tỉnh cùng tên, hiện do quân chính phủ kiểm soát nhưng nằm lọt thỏm trong khu vực chiếm đóng của IS. Quân đội Syria ở đây rất dễ bị bao vây, cô lập bởi toàn bộ vùng nông thôn xung quanh thành phố do IS kiểm soát. Trong khi đó, IS có đủ mọi điều kiện thuận lợi để tăng viện từ các mặt trận khác như là Mosul ở Iraq, hay là từ Raqqa xuống hoặc từ Palmyra lên. Quân đội Syria sẽ phải tìm mọi cách để nhanh chóng kết thúc cuộc bao vây của IS ở căn cứ không quân Deir Yor, nếu không, thành phố sẽ phải đối mặt với một thảm họa nhân đạo, bởi hầu hết các thực phẩm và nguồn cung cấp cho thường dân ở Deir Yor được chuyển tới từ căn cứ không quân này. Trong khi đó, Fanil ngày 16 tháng 1 thông tin, trước diễn biến tình hình chiến trường Syria bị chia cắt làm đôi, lực lượng ủng hộ chính phủ hiện đã bắt đầu phản công chống lại các nhóm khủng bố. Giai đoạn đầu tiên của cuộc phản công của các lực lượng không quân Syria và Nga nhắm vào các vị trí của ISIS và làm suy yếu chúng trước khi để bộ binh xông vào. Quân đội chính phủ Syria đã nhắm vào mục tiêu khu vực tập trung của IS gần một nhà máy chế biến đồ hộp tại thị trấn Al-Maidin
ở phía đông của Nam Deyo, phá hủy hàng loạt căn cứ tại đây và diệt 18 phần tử khủng bố. Một căn cứ khác của lực lượng Hasaba thuộc IS trong khu phố Al-Labuk thuộc thị trấn Mohasan phía đông của thành phố Deyo cũng bị quân đội chính phủ tấn công dữ dội. Nhiều tay súng được xác định có quốc tịch Tunisia đã bị tiêu diệt và nhiều tên khác bị thương. Ba phòng tuyến khác của IS gần thành phố Deyo và núi Thada là một kho lưu trữ vũ khí và đạn dược lớn cũng bị lực lượng chính phủ tập kích trong các cuộc giao tranh. Hỏa lực tấn công của quân đội Syria đã tiếp tục lan rộng ra các trung tâm đóng quân của IS gần Panorama, cầu Raqqa, mỏ dầu Tayyam, làng Kabe, Hoshinie, Zaniye, Bakwalie và căn cứ không quân Deyo. Ngoài hàng loạt tay súng khủng bố bị tiêu diệt và làm bị thương, một đoàn xe vận tải lớn của chúng đã bị tiêu hủy. Khủng bố IS đã đánh vào các vị trí của quân đội Syria lần thứ 3 với hàng trăm tay súng và vũ khí hạng nặng nhằm tiếp cận sân bay Deyo và nhiều khu vực khác. Tuy nhiên, các binh sĩ chính phủ đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công này. Phóng viên chiến trường Al-Manat News dẫn nguồn tin tiếp xúc trực tiếp với Thiếu tướng Syria Aysam Zazeh Disney cho biết, theo ông, tinh thần những người lính rất cao mặc dù tất cả đã phải chiến đấu vô cùng căng thẳng và quá khốc liệt. Tướng Zazeh Dene cho biết, các cuộc lực lượng không quân đang bắt đầu chiến dịch thiêu hủy các mục tiêu trong khu vực chiến tuyến của IS. Cuộc không kích sẽ diễn ra vô cùng ác liệt và quân đội Syria quyết tâm giành chiến thắng trong trận chiến chống IS này. Sau giai đoạn đầu tiên, các đơn vị lực lượng vũ trang Syria buộc phải nhanh chóng chấm dứt tình trạng bao vây ở căn cứ không quân. Trong tình huống kéo dài vòng vây, thành phố sẽ đối mặt với thảm họa nhân đạo do hầu hết lương thực và thực phẩm nguồn cung cấp vật chất khác do thường dân ở Deyo được chuyển từ căn cứ không quân này. Giám đốc Y tế thành phố Deyo cho biết, trong vài ngày qua, tổng số có 25 binh sĩ Syria hy sinh, hơn 45 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Assad. Nguồn tin quân sự cho biết, hai nhóm tấn công của IS cùng nhiều trang thiết bị vũ khí đã bị phá hủy hoàn toàn. Gần 100 tay súng đã bị tiêu diệt trong giao tranh xảy ra đêm ngày 15 rạng sáng ngày 16 tháng 1 năm 2017. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.